Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Cuối năm quay lại để coi Green Aquarium có gì mới không, thì thấy cũng có vài cái mới hả bạn? Thời gian qua có gì mới, trước mắt là thấy cái hồ này mới, bữa anh tới thì cái hồ này trống. Tôi bước chuyển cho anh em mới tập chơi lên, mình chơi thì anh sẽ xem hệ thống lọc của nó rất là đơn giản, gần như là Lotus mình... có nghĩa là đơn giản nhất có thể hả, xài tự, dạ, tự nhiên. Đúng rồi, hồi trước em không hiểu đâu, xong sau này em mới làm với một cái anh mà ảnh là tiến sĩ ở bên xử lý môi trường, cho nên là nó cần oxy, nó mới rút oxy ra thì nó tách cái phân tử ra luôn. Cái con mà sọc xanh này trắng này nè. À, con này là con chim xanh anh. Chim xanh hả? Dạ. Thực phẩm gọi là tự nhiên ha. Dạ. Đa số là cho ăn thức ăn hạt. Đây là rong nho ở dưới Nha Trang, cái khu vực mà người ta làm rong nho để xuất khẩu ở Việt Nam mình á. Nó chỉ được có một cặp Nemo thôi. Anh không được chơi con thứ ba. Nó sẽ cắn nhau. Thì mình sẽ có một cái sản phẩm để mở rộng ra như thế này. À, thêm một cái ẹp thêm cái bóp thôi. Dạ, để mình mở rộng bên ngoài. Biểu diễn liền em, biểu diễn cho người ta thấy công dụng à, rồi. Biểu diễn liền hả? Đặt hàng rồi chứ. Là Nam Ngô. Ok các bạn, hôm nay sẵn cuối năm, nãy có làm việc ở gần khu quận 9 này, xe ghé thăm Green luôn. Anh em cá biển thì không, chắc cũng ít có ai mà không biết Green Aquarium ha. Ok thì đầu năm hai anh em có làm việc với nhau. Dạ. Thì giờ cuối năm quay lại để coi Green Aquarium có gì mới không, thì thấy cũng có vài cái mới hả các bạn. Thì giờ cùng theo chân Green để coi Green giới thiệu thời gian qua có gì mới. Trước mắt là thấy cái hồ này mới, bữa anh tới như cái hồ này trống. Dạ đúng chưa rồi. Chưa có xây gì hết. Bữa nay thì bên em build được một cái hồ, đây là bể fish only. Có nghĩa là cái hồ chỉ chơi cá không thôi. Chơi cá không thôi. Nhưng mà vẫn theo cái phong cách truyền thống bên em từ trước giờ là Lotus. Có nghĩa là cái nào lâu test được mình sẽ lâu test để cho cái bước chuyển cho anh em mới tập chơi lên, mình chơi thì anh sẽ xem hệ thống lọc của nó rất là đơn giản, gần như là lâu test có nghĩa là đơn giản nhất có thể hả, xài tự, dạ, tự nhiên đúng rồi. Em rất là thích xài đồ hãng nhưng mà em vẫn rất là tin là chơi thuần theo tự nhiên thì nó vẫn có những cách rất là hay, và đây là một trong những cái dẫn chứng của em muốn dẫn ra. Ok em, vậy xin mời em có thể giới thiệu với mọi người là cái phong cách này thì nó sẽ tiết kiệm và nó hiệu quả như thế nào? Dạ thật sự ra là cá, đây là chơi cá không thôi. Cá không thì anh cứ hình dung là nó giống như nước ngọt vậy đó. Nhưng mà nó là sống như nước mặn thì mình vẫn cần biết mấy cái yếu tố cơ bản như là đo độ mặn, thì mấy cái đó bắt buộc mình phải kiểm soát được độ mặn rồi. Bù ngọt ồ đồ thì chỉ cần như vậy thôi, chúng ta có một cái hồ như thế này. Là ở đây em đánh chính là hệ thống vi sinh để cho nó xử lý phân cá, để miễn sao mà nó đừng có ra cái NH3 và NO2 là hai cái chất độc của phân cá nó sinh ra, nó sẽ gây ngộ độc cho cá. Và cái yếu tố thứ ba là NO3 và BO4 để không có bị dơ quá anh. Yếu tố môi trường không bị dơ quá thì em sẽ dùng những cái hệ thống thuần theo tự nhiên nhất. Ví dụ như đá sống là em ôm từ ngoài biển về, em bọc vô hôm nay luôn. Là ở trong này nó có vi sinh sẵn luôn. Là dạ, là đá sống là bộ lọc của tự nhiên. Cho nên là em sẽ dùng những khối đá sống đó, em trong vòng 24 giờ nha. Em cho những bạn thợ lặn lặn xuống trong vòng 24 giờ, đóng một cái thùng giữ ẩm đúng chuẩn, đưa vào đây và đưa vô một hệ thống xử lý, sau đó đưa lại đây thì nó sẽ giữ tối đa cái lượng vi sinh ở ngoài biển. Anh hình dung nha. Những cái hãng họ sẽ cố gắng cover lại cái hệ vi sinh ở ngoài biển. Tự nhiên luôn là cái tốt nhất, cái đúng đó rồi. Mình không cỡ được đúng không? Đúng rồi. Nó sẽ có lợi khuẩn và hại khuẩn, nó sẽ có một cái điểm cân bằng ở trong viên đá sống này. Và em cách em làm là em đưa nó vô hồ luôn. Và đó là cách tiết kiệm nhất. Và không thể cỡ được là hệ vi sinh này rất là mạnh. Anh có thể nhìn cá rất là mướt. Đó, nước cũng là... đẹp. Dạ, đúng rồi, nước sẽ rất là trong. Và cái nếu mà anh chăm vi sinh hãng thì anh phải chăm những cái loại rất là tốt. Và anh chăm thời gian dài, có thể cả năm trời thì nó mới hình thành được một cái hệ vi sinh ổn định như thế này. Ai mà chơi vi sinh hãng cũng biết, em thì cũng rất là chuộng vi sinh hãng. Bởi vì anh biết không, đá sống thì nó có nhược điểm là nó sẽ đi theo những cái sinh vật không mong muốn. Ví dụ như những con tôm tích nhỏ hay là những con sâu hại chẳng hạn, thì cái đó mình phải có biện pháp để xử lý. Đó là những cái nhược điểm. Nhưng mà khi mà mình chơi vi sinh hãng thì mình không dính cái đó. Nhưng mà bù lại mình phải chạy tới nửa năm đến một năm thì cái hệ vi sinh mình mới thật sự ổn định. Thật sự ổn định nha. Là ở trên web nước ngoài á, ví dụ con đây đi, web nước ngoài nó ghi em theo em nhớ là ít nhất phải 6 tháng anh được hãng đó. Là bởi vì sao? Bởi vì nước ngoài nó chạy viên đá thô. Chăm vi sinh liên tục 6 tháng trời nó mới hình thành đủ mạnh. Đó, nhưng mà cái đây em 1 tháng em thả bình thường rồi. Cái hồ này là em đi 1 tháng. Em chạy nước trong vòng khoảng 1 2 tuần là bắt đầu em thả la ra vô rồi. Rồi cái đá của mình là cái đá sống luôn, cho nên là vi sinh nó sống sẵn ở trong đó. Dạ rồi. Dạ dạ. Đây là đá sống cũng có, hầu hết là đá sống nè. Đẹp, nước đẹp, cá khỏe mạnh.
là chỉ có lọc hệ thống lọc đơn giản vậy đó. Đá sống thì nó sẽ giúp mình xử lý được NH3 và NO2 là hai chất độc nhất. Và NO3 thì đá sống lớn á, những viên khối lớn nó mới đủ điều kiện kỳ khí để nó xử lý. Ngoài ra em phải xử lý thêm một cái nền cát dày như này để em nuôi cái vi sinh yếm khí. Là cũng thuận theo tự nhiên luôn. Cái nền cát dưới biển cũng rất là dày thì mình cover lại thôi. Đủ cái môi trường thì NH3 ở trong đây nó sẽ được cái vi sinh kỳ khí đây nó xử lý ra ngoài luôn. Nó trả lại đúng một cái vòng tuần hoàn. Thì cái nói về hóa học tí xíu nha, là NO3 đi, khi mà nó xuống đây nè, oxy sẽ bị cái vi sinh kỳ khí á, nó thiếu không khí mà. Rút oxy xuống dưới. Nó tách ra, nó tách cái đó ra thành nitơ bay ra ngoài, cho nên mình sẽ thấy những cái bong bóng bay lên đó là bọt khí nitơ. Hồi trước em không hiểu đâu, xong sau này em mới làm với một cái anh mà ảnh là tiến sĩ ở bên xử lý môi trường ở Việt Nam mình á, ảnh mới giải thích cho em là bởi vì nó kỳ khí, cho nên là nó cần oxy, nó mới rút oxy ra thì nó tách cái phân tử ra luôn. Thì cái đó là theo như ảnh chia sẻ lại em nha. Hay ha. Hay đúng không? Hay. Thì em thực hành đó thì thật sự là hồi trước giờ nó vẫn có hiệu quả, nhưng mà cách giải thích á thì người ta chỉ nói là vi sinh kỳ khí nó khử được cái đó thôi, nhưng sau này nếu mà tính theo hóa học thì em được chia sẻ theo cách lập luận đó là em thấy dễ hiểu nhất. Hiểu nó vận hành như thế nào đó. Mình nữa bạn, hồi xưa lúc mà chưa có quay cá biển là không biết gì luôn. Nhưng mà từ ngày quay cá biển nghe anh em chia sẻ riết thì nó cũng thấm từ từ ra, cũng hiểu được tương đối chút xíu. Là xin lỗi anh em do là mọi người vào đây chơi để giải trí, nhưng mà khi nói chuyện với em một cặp em hay chèn một số chuyên ngành vô có thể làm mọi người hơi bị confused nhức đầu tí xíu. Nhưng mà thấy vậy hay em, cứ giống như là mình đôi khi mình làm á mà như là cái người ta chỉ mình làm vậy thì mình về mình gọi là mình làm lại thôi, mà mình không hiểu nguyên nhân tại sao. Thì khi mình hiểu được nguyên nhân tại sao á mình làm như vậy thì cái kiến thức đó mình sẽ clear hơn rất là nhiều luôn. Đúng rồi. Em nghĩ là anh khởi đầu phong trào nuôi rồng Nam Mỹ thì chắc chắn anh phải có những cái nền tảng như vậy để anh em có cái lập luận tư duy mình mới thành công được. Đúng rồi. Còn nếu mà không có lập luận thì nó hơi học việc ấy. Đúng rồi. Dạ. Để em cho cá ăn nha, nó ra để cho mọi người ngắm. Mà nay hấu ăn lắm. Này bao nhiêu loại cá trong này ta? Tới giờ quen. Nhiều lắm anh. Em thả thật sự là nhiều lắm. Cho anh thả miếng. Đây anh. Anh bóc ấy. Rồi ok. Cầm muỗng thả luôn hả? Dạ. Rồi anh đổ xuống thôi. Nó quen ăn gốc này. À, nhưng mà cũng... Dạ không sao đâu anh, tụi đây nó hấu ăn lắm. Quá hấu ăn luôn. Đây nè, dẫn chứng cái hồ đây cực kỳ hiệu quả là anh nhìn thấy con bà bá tước không? Bá tước đây người ta kêu rất là khó nuôi. Nhất là những cái hồ mới người ta nuôi ít thành công lắm. Nhưng mà em để ý là em setup rất là nhiều hồ mà full đá sống như này nè. Nó mập uống nù nó mà như con heo luôn, thấy không? Mướt rượt. Nuôi lâu lắm rồi đấy. Lành ghê rồi. Dạ. Ngoài ra thì tụi đây muốn nó khỏe á thì mình phải hiểu cái chế độ dinh dưỡng nó nữa, chứ không phải là cứ bộ lọc ngon là xong. Do là nhưng mà môi trường rất là trong lành, nhưng em không cho anh ăn anh cũng ốm vậy. Đúng rồi. Ốm yếu rồi cũng bệnh đúng không? Thì em cho không anh hít thở không cũng mập em ơi. Anh giờ hít thở thôi cũng mập nữa. Dạ tùy theo dòng gì em. Cái con mà sọc xanh này trắng này nè. Con đây là con chim xanh anh. Chim xanh hả? Dạ, thật sự là tùy theo dòng anh. Như những con ăn rêu á thì em phải bổ sung cho nó. Có những con mà nó bắt buộc thịt thì mình phải bổ sung nghêu cho nó. Nghêu hả? Nghêu á, mình cứ nghêu tách ra, thả vô thôi là tụi nó sống nhau ăn. Nó mới đủ chế độ dinh dưỡng được. Bởi vì môi trường nuôi nhốt rồi mà mình không tạo được cái chế độ dinh dưỡng ổn nữa thì nó sẽ ảnh hưởng tới đề kháng con cá. Thì nó sẽ bệnh linh tinh. Cho nên là ráng cho nó ăn. Mà bệnh linh tinh là nhiều khi nó lại lây nguyên hồ luôn. Dạ đúng rồi, ví dụ như cả đám đang khỏe, tự nhiên một thằng nó hắt hơi sổ mũi thì mấy thằng kia nó cũng khỏe mạnh, nhưng mà mình hù nó stress đi thì nó vô tình nó lại dính vô. Bỏ cỏ luôn á. Để em lấy rong nho cho nó ăn nha. Có rong nho nữa nè. Bữa giờ mình đi thì mình mới thấy là bên Green là có cái nguồn thực phẩm gọi là tự nhiên ha. Dạ. Đa số thì cho ăn thức ăn hạt. Đây là rong nho ở dưới Nha Trang, cái khu vực mà người ta làm rong nho để xuất khẩu ở Việt Nam mình á. Thì em sẽ dặn người ta lựa những cái gốc rất là già. Anh biết sao không? Cái gốc non vận chuyển nó bị dập. Anh lên nó cho vô hồ nó sẽ bị rửa. Anh không có nuôi được. Còn mình lấy cái gốc già mình vô là giống như không phải để mình ăn, cho nên là nó có độ cứng nhất định, nó sẽ mọc mầm ra nó ra rong con. Là anh em có thể nuôi tự tại nguồn thức ăn trong hồ luôn. Giống như ở trên đây nuôi cá, ở dưới đây mình trồng rong nho. Cứ hàng tuần cá lại bứt ở dưới anh bỏ lên trên. Chính thằng rong nho nó lại hút phân cá đó nha. Nó lại hút nộ ba để nó lớn lên, nó là một dạng phân bón đó. Anh lại lấy cái đó anh cho cá ăn. Nó là một vòng tuần hoàn đấy.
Cái đông nho này là để là lát mấy em nó là rỉa sạch bon luôn hả? Không còn đâu anh, cỡ 5 phút là không còn cái gì luôn á. Tụi đây nó ăn ghê lắm. Đông nho mà tính ra cho ăn là ăn sang đấy chứ. Sang. Người ta kêu hay kêu là trứng cá hồi chay đấy. À, trứng cá hồi chay. Chỉ có một vùng biển Nha Trang mình là trồng được thôi. Ừ. Những vùng biển khác rất là hiếm. Nhưng ngoài Bắc thì đông nho vẫn phải nhập. Ừ. Theo em biết là như vậy, người ta nghiên cứu rất là nhiều rồi. Nhưng mà không biết sao ở trong hồ nhân tạo anh em nuôi được rất là nhiều nha. Ừ. Nó đã quen, nó mọc kinh lắm. Như ở đây em cũng có trồng nè, anh thấy không? Đây. Ở đây thì em giới thiệu anh với mọi người luôn nha. Bên em là team kiểu nghiên cứu phát triển sản phẩm á, thì bữa anh biết rồi đúng không? Ừ. Thì đây là một cái sản phẩm mới của bên tụi em đang nghiên cứu. Ừ. À, anh hình dung ở trong cái hồ đây ví dụ đi, nó chỉ được có một cặp Nemo thôi. Ừ. Anh không được chơi con thứ ba. Ừ. Nó sẽ cắn nhau. Ừ. Mà có một cái dòng Nemo đột biến mình thích quá thì mình sẽ có một cái sản phẩm để mở rộng ra như thế này. À, thêm một cái box bên ngoài. Dạ, để mình mở rộng bên ngoài. Đó là cái công dụng thứ nhất. Công dụng thứ hai là ví dụ những bạn mà chơi hồ lọc vách á, mấy bạn muốn chơi cái kiểu thầm tự nhiên giống như em á, kiểu lo tết á, thì nó sẽ không có đủ không gian để bạn trồng rong trong đồ, thì add thêm một cái box như này. Anh có thể thấy không, mình trồng rong trong đây. Wow. Anh nuôi thêm con tép với con cá nữa thì nó thành một cái hồ giống như biotop ở bên nước ngọt. Rất là thú vị đúng không? Có nghĩa là hai cái nguồn nước này là nó thông nhau cho nên là dạ, nó giống nhau cái nguồn nước luôn. Dạ, đây nè anh. Ở đây là nước nó bơm bằng cái dạng sủi oxy vô nè. Ừ. Đó, nó sủi là nước kéo lên đây thì nước nó chảy ngược lại vô đây. Ok. Dạ, đây là option để mở rộng thêm cho cái bộ Rinano kit của bên em. Ừ. Em sẽ nâng cấp cái đây kịch khung luôn để anh em Việt Nam mình chơi cho thoải mái. Hay ha. Nhìn hay không anh? Hay. Nhìn thú vị không? Thú vị. Nghĩa là cái này bây giờ mình bỏ con thứ ba vô đây đã đánh nhau, giờ mình nuôi riêng ở đây. Dạ đúng rồi, chính xác. Có rất là nhiều dòng cá hề, mỗi dòng có một cái sắc đẹp khác nhau. Ừ. Mà không thể nào anh có một cái hồ mà kêu anh nuôi hai con rồi anh ghiền quá thì anh phải có cái cách để mở rộng ra. Ừ. Thật sự cái cách này bên nước ngoài họ làm rất là nhiều. Ừ. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì chưa có một cái bộ mà nó fit với nhau. Ừ. Nãy này mình lên bản thiết kế rồi này nọ đó. Dạ, không? Mình thiết kế lại cho nó vừa đúng với lại cái hồ của mình luôn. Với lại là em có một cái tiêu chí rất là khó khăn. Đó là vấn đề nhiệt độ. Ừ. Thường ở nước ngoài nó sẽ lắp luôn cái bơm vô trong đây nè. Có cái bơm nào đây sẽ thô. Ừ. Hoặc là bơm trong đây nó vẫn chật cái không gian. Thì với lại cái thứ hai là nó gây tăng nhiệt độ. Ừ. Nước mặn á, anh em kiểm soát nhiệt độ đã khó rồi. Nhiều anh em mới chơi á, không có đầu tư nhiều. Ví dụ chiller rồi chưa có mà người chơi quạt đi. Thì kiểm soát được 1-2 độ thôi mà anh thêm một cái bơm vô, cái bơm nó quay, nó có động năng, nó tạo thêm nửa độ cũng đã là vấn đề rồi. Ừ. Nên là em phát triển rất là nhiều dòng sản phẩm, ví dụ ở đây không có bơm nè. Ừ. Anh em đang trong giai đoạn test coi thử có cái vấn đề nữa không, nếu mà ổn là bắt đầu đưa thị trường. Ra thương mại luôn. Dạ, không có bơm. Cái lò của em cũng là lò đầu tiên, em nghĩ là ở thế giới không có bơm luôn, là do team em phát triển luôn. Cái lò đảo, thường người ta dùng cái lực bơm là đảo. Ừ. Nhưng mà của em thì nó sẽ theo hệ thống và nó đảo luôn. Em cầm lại cho anh coi nhé, không có, nó không có cái bơm gì hết. À. Nó tận dụng luồng nước để nó đảo luôn. Okay. Và đặc biệt là còn tăng giảm được cái lượng nước y như là anh xài bơm vậy đó. Ừ. Hay ha, dạ. Mấy anh em nghiên cứu rồi ra sản phẩm mới nè. Quyết tâm á, đi Việt Nam rồi. Nè, đây là cái bốc cho ăn. À. Bốc cho ăn, cái đây anh thấy có cái logo RRF ở đây nè, thì có nghĩa là cái thương hiệu Rinrip Factory. Oh. Là cái xưởng của bên em phát triển á. Thì bóc đây cho ăn thì có nghĩa là anh cho đây nè, thức ăn nó chìm dần xuống cái nó sẽ ăn và nó không có bị trôi ra mặt nước. À. Thường á, thức ăn nó hay bị căng như bề mặt nước và nó trôi luôn cho cái lọc mặt. Biểu diễn liền em, biểu diễn cho người ta thấy công dụng rồi. À, biểu diễn đặt hàng đồ chứ. thường mấy cái đây là tụi em chưa có thương mại, tụi em test kỹ lắm. À. Anh em kỹ lắm đó. À. Thì nó sẽ rơi lập tức luôn, nó không có bị tình trạng mà trôi cho lên bền, lên bền đúng không? Anh nuôi nước cá nước ngọt anh cũng hay thấy nó bị vấn đề đó mà đúng không? À đúng rồi. Ok. Còn đây là bẫy cá. À, vô mấy con cá mất nớt quá mà nó lanh đó anh. À. Bắt ra mà hay phải động layout hay là làm đủ trò hết thì đây là bóc bẫy cá. Ừ. Bên em nghiên cứu, đây là nghiên cứu xong rồi nè. Nghiên cứu xong rồi đang đợi chuẩn bị thương mại thôi, hoàn thiện vào bước cuối này là thương mại được rồi. Cái này là ví dụ như cá nó bơi vô đây rồi mình xả thôi. Biểu diễn cho anh coi nha. Anh Nam là phải biểu diễn, anh Nam đúng mới chịu. Biểu diễn anh mới nói. Đây đó, thì ở đây nó sẽ có một ống cho ăn, để em coi thử. Để em xíu nha. Có cái ống của bóc bảy cá. Đây này là cái cửa chập. Thôi, bây giờ các bạn kỹ thuật đang đi ăn trưa rồi, em okay. Em mô phỏng đó nha. Okay. Ở đây sẽ có một cái ống. À. Để mình cho cá ăn ở đây. Thì bình thường con cá rất là khôn.
nó sẽ thấy đồ mới thì nó sẽ không bao giờ lao vô liền. Cái bốc đây mình sẽ để đây, mình cho cá ăn luôn. Mình bỏ thức ăn, bỏ từ trên đây, thức ăn nó sẽ chìm dần như đây nè, nó sẽ nằm trong bốc và cá nó sẽ ăn. Và trong 1-2 ngày đầu mình sẽ không có giựt nó, bởi vì nó rất là đề phòng. Qua ngày thứ 3 nó thấy ăn uống bình thường rồi, nó không để ý nữa, thì đây sẽ là một cọng cước nó dài. Anh đứng ở đây nè, anh chỉ giựt ở đây là thôi, là lụm liền. Dạ, đây là một dạng bốc bẫy cá, anh thấy vậy thôi chứ anh em cần lắm á. Do có những dòng cá rất là mất nết, nó vô nó hay đánh mấy anh kia, nó quýnh mấy anh kia ù đầu luôn. Mà anh bắt ra anh thấy san hô rậm rạp nè, mình vướng víu mình không có vớt được đúng không anh? Vớt nó sẽ ảnh hưởng san hô liền. Anh bưng bộ layer ra ảnh hưởng hệ vi sinh. Anh lùa anh bắt thì rất là khôn. Thậm chí là nó nhìn ăn cả tuần nó chỉ núp trong bộ layer thôi. Không có cách nào bắt được hết. Anh thả cá mới là nó quýnh chết liên tục. Hoặc là có những con nó hay ngậm cát á, nó phun lên mạng san hô mất nết lắm. Mất nết là kìa, ba gai lắm. Ví dụ nhỏ xíu nè, giờ kêu bắt làm sao bắt. Chưa có cách nào bắt được hết. Thì đây là cái bốc bảy cá bên em phát triển. Anh em test cũng khoảng gần nửa năm rồi đó. Do là có lúc thì cái bẫy chập nó rớt chậm quá. Có lúc thì rút ra cái đường trượt nó không có đủ độ trơn. Có lúc thì nó bị cái này cái kia, cho nên là bên anh em test rất là kỹ. Này gần như là sản phẩm hoàn thiện rồi, vẫn đang test thêm giai đoạn cuối nữa là ra thương mại luôn. Dạ, giai đoạn cuối chuẩn bị tồn kho nữa là đưa thương mại. Thường bên em hay xảy ra vấn đề vậy nè. Mấy ông kỹ thuật test, xong rồi đang test cái mấy ông nội sale thấy thích quá, xong khách cần quá là bóc bán. Rồi là ông kỹ thuật với ông sale chửi nhau. Quá hay. Thú vị không anh? Quá thú vị luôn. Hay em chơi mà nghiên cứu ra được sản phẩm thương mại là anh thích lắm. Dạ, chuẩn bị cái ngày mà đầu tiên mà em đóng gói kích sản phẩm thì có lẽ là em sẽ kêu anh qua unbox với em. Ok, được. Nhớ hú nha. Ok. Hú giận luôn. Rồi bây giờ đây là cái dàn cá mới của em nè. Dàn hồ mới làm. Dàn hồ mới thì cái đây theo phong cách hơi màu mè tí xíu. Em thích như vậy bởi vì khi mà anh vô đúng không, anh bản thân anh chưa biết cái loại gì đi, anh sẽ không biết là bên nước mặn nó có cái gì cái gì cái gì. Hay là anh từng coi clip anh thấy con đó, anh không thể nào tả cho em được, hay là anh muốn biết tên nó thì anh có thể coi ở đây là anh em sẽ tập trung hầu hết ở đây. Ok. Đó thì sẽ biết con đây là nhiêu công, xuất xứ nước nào, dễ nuôi không, dòng tan hay dòng gì thì nó sẽ để hết ở đây. Ok, có hình ảnh trực quan dễ đâu. Ví dụ như bé này tên gì em? Bé đó là cái con Hà Mỹ Nhân. Hà Mỹ Nhân, trời ơi sao anh biết hay vậy? Trời, có viết chữ đây nè. Đúng rồi. Thấy ghê không? Thấy ghê chưa? Thì Hà Mỹ Nhân thì khi mà anh hỏi tên tiếng Anh là gì thì nghe sẽ ghi lên trên đây cho anh coi. Thì anh có thể tra trên Google, hoặc là vào bữa nữa bên em có team sẽ dịch thuật toàn bộ mấy tài liệu tiếng Anh qua trên cái website của em để cho anh em tiện theo dõi đặc tính của nó. Mình nhìn trên đây các bạn là để mình nhìn cái kiểu hình của nó để chúng ta dễ trao đổi về cái tên dòng thôi ha. Nhưng mà thật sự cái hình này nó không có gọi là phê bằng nhìn phê bằng thực tế này nó là 10 ở đây chứ chừng 5. Mà tại vì trên đây các bạn thấy là nó thể hiện cái con cá chỗ này nó màu đen ha, nhưng mà ngoài đời thật nó là một cái màu xanh tím, xanh đậm rất là đẹp. Đã quá xanh anh đen. Đẹp mà cái màu vàng nó rất là tươi luôn. Hà Mỹ Nhân con này thật sự là Việt Nam mình cũng có nhưng mà hiếm lắm. Ví dụ em bao cái ghe đó đúng không, nó vô thì là nhiều, em bao hết luôn, hên lắm có được một con, cho nên là phải nhập về. Mà sao tên là Hà Mỹ Nhân ta? Tên hồi xưa giờ nó vậy á. Chắc cái ông nào phát hiện ra ăn cá này. Bạn gái tên Hà quá. Hà Mỹ Nhân. Hà chắc, là sông hả? Chắc cũng có lẽ. Chắc vậy quá. Anh để không? Cái hồ mà dưỡng cá nhập có cái khá đặc biệt đó là nó có thêm tắm đây. Thường mấy hồ kia không có. Để chống cá nhảy ra. Cá nhảy. Chống cá nhảy ra đó. Có nghĩa là nó mới về nó còn stress, nó chưa thoải mái là nó sẽ có cái nguy cơ nó nhảy hả? Thường cá biển nó ít nhảy. Nhưng mà xui lắm vẫn có con nhảy, mà cá nhập thì nó mắc. Từng có mấy anh dưỡng mà bị nhảy ra một lần con 30-40 triệu nữa đêm mới nhảy chứ ngoài cái là rồi xong. Đau lòng ha. Là coi như là nguyên lô đó không cần lời. Đúng nữa. Rồi, thường thường cá sông anh thấy nhảy chứ còn cá biển ít. Ít khi, nhưng mà ví dụ nha. Ví dụ nó bị sốc môi trường hay là con nào nổi điên lên nó quýnh. Hay là ví dụ như anh bị tắt đèn đột ngột hay gì nó giật mình nó vẫn phi. Nó có cái độ phi nhất định. Cho nên là tốt nhất cá nhập thì phải đầu tư một cái dàn. Đây là thiết kế riêng để chơi cá nhập thôi. Trời, đợi chút xíu là 30-40 triệu nhảy ra chắc sót dữ lắm à. Còn nhiều con đều lắm anh. Như đây là con nỉ nhập. Màu nó cũng khá là tươi. Nỉ nhập. Dạ. Mà anh qua bây giờ anh qua cận Tết rồi tụi em cũng ít cá. Do cận Tết thì mình cũng xả bớt ở Tết về để cho nó chống cái độ rủi ro.
Do Tết thì chỉ có một một bạn chụp thôi, lâu lâu qua chỉ chụp canh nước điện đài thôi. Đang vậy, dướng cái Tết thì cũng vui, nhưng mà dướng cái công việc nó cũng phải thay đổi, phải sắp xếp rồi cũng mệt ha, cũng đuối ha. Anh em kinh doanh hay kêu là đang yên đang lành tự nhiên Tết. Nhưng mà Tết cũng thúc đẩy nhu cầu mua sắm các bạn. Tết làm cái hồ cá biển về ngắm chơi cũng vui lắm. Bây giờ bảo đảm năm sau mà cũng mà luôn. Bây giờ mình qua showroom ha, em cho okay. Anh cho một cái bộ hồ em chuẩn bị đóng gói đó được rồi. Và một cái hồ mẫu bên em đang làm series trên YouTube á, okay. Khá là đẹp, em giấu bên kho đó. Tuyệt vời em luôn. Giấu bên thôi để dành clip sau đây. Ok các bạn ghé thăm Rin Aquarium vào những ngày cuối năm thì thấy mọi thứ cũng có những cái mới nè, rất là đẹp. Có cái hồ mới, có dàn cá mới chuẩn bị. Thì chúc em năm mới sẽ thuận buồm xuôi gió nữa. Dạ, cảm ơn mọi dạng sự hanh thông. Dạ, cảm okay. ơn anh. Rồi, chúc mọi người xem clip vui vẻ và có thật nhiều sức khỏe ha. Bây giờ mình sẽ qua bên kia coi những cái hồ nó xịn xịn đang giấu bên kia. Ok, mọi người theo dõi nha.